Chào mọi người, quay lại kênh máy khoan cũ của mình nhé. Thì hôm nay mình cũng như thường lệ một sổ máy như thế này. Đó, giới thiệu tới mọi người, ai mua thấy con nào phù hợp thì mua ủng hộ mình nhé. Hôm nay cũng có một số máy khá là rẻ nha mọi người. Mọi người xem video thì comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Alo, hello, chấm phẩy đâu gì đó tùy mọi người. Và mình cũng rất là cảm ơn những cái like cũng như là comment và đăng ký của mọi người. Đăng ký thì giúp mọi người nhận được thông báo khi có video mới nhất nha mọi người. Rồi, vô việc luôn đây. À, đầu tiên mình có con này. Con này Ojito thì người ta nói là hàng Trung Quốc xuất Úc. Nhưng mà nói chung là mình cứ gọi nó hàng Trung Quốc. Motor của nó thì cũng con đẹp này. Đó. Con này Ojito 18V nha mọi người. 18V. Đó. Được chưa? Đầu này là đầu 10 lý thì vậy. Con này thì mình cũng bán rẻ thôi. Hàng này thì mình chuyên nữa. Thi thoảng nào mới có về con như thế này. Hình như ở bên đây là dương như vậy. À, nó có đánh dấu này dương này, ấm này. Mọi người nhìn đèn nha. Đèn sáng, có tiếng của điều tốc. Nó kêu, có kêu gì trong đó, mắng biết nó có kẹt không. Thì coi như mình bán mày chết đi nha mọi người. Bán mày chết đi. Con này, con số 1, 100 ngàn. Về cho mọi người sửa. Ojito 18V nha mọi người. 100 ngàn. Số 100 này. Ok, số 1. Rồi, tiếp. Số 2. Số 2 là một con cưa kiếm boss 36V. Đây, chỗ này kia cái cự của nó bị rỉ ra này. Cái này cũng hơi rỉ ra này. Đây, ngoại hình con này thì như thế này. Thứ nhất là con này là co thì nó không mất, nhưng mà nó bị mất cái nắp co này, chứ mất nắp co này. Thứ hai là cái chỗ để mà gắn cái cái này là kia móc của nó thì nó bị nứt ở đây này. Rồi, nó còn bị cẩn bay nó dập ở đây nữa này. Được chưa? Vậy là con 36V này thì mình cũng có pin thử đấy. Mình cũng có pin thử con máy này. Thì mình bán này hên xui. Kẻ sống gì mặc bẫy đi. Hên xui. Về mọi người tự xử lý nó nhé. Con số 2. 250. 2. 250. Đó, về mọi người tự xử nhé. 3. 3 con này là 6506. Con này là motor còn đẹp chứ này. Con này là motor than rơi nha mọi người. Con rất là đẹp này. Mình đi nhập bên luôn. Con này đầu hơi nhít thôi chứ không rơ đâu. Con này là nhỏ gọn và tua mạnh, tua nhanh nhất đời Nati 12V nha mọi người. Điều tốc này. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều. Ok. Còn này, thân máy, vỏ pin. Thân máy, vỏ pin. Vỏ pin này hình như theo mình nghĩ là người ta có đóng trong này rồi hay sao mình cũng rõ. Sao mà nó đóng thế này không biết này. Cho pin đi kén thì nó không đóng thế này đâu. Người ta có đóng hay chưa mình cũng rõ nữa. Nhật nó cũng hay chơi chiếu chơi trò. Số 3. 400 nha mọi người. Thân máy vỏ pin 400. Ba, thân máy vỏ pin 400. 4. 4 con này là Hitachi 12V DM thân ngoài nha mọi người. Thân rơi thân ngoài. Đó. Con này thì vệ sinh là đẹp lắm đây.
12V DM. 12 DM Hitachi 12 này có nghĩa là 12V nha mọi người. Mình nói rất là kỹ rồi mà một số người cứ kêu anh ơi 14V phải không? 14V phải không? Có một số người thì nói rõ ra đi. Thì mình đã nói rõ rồi mà. Điều tóc thẳng ok, đã kêu. Ok. Đầu không rơ không nhích. Được chưa? Thân máy vỏ pin 400. Hitachi 12DM số 4. Thân máy vỏ pin 400. Được chưa? Số 4 này. Rồi số 5. Số 5 là con này. Khoan, Ryobi 12V. Đây, motor ở trong đây. Đang còn trắng đẹp này. Mọi người thấy không? Trắng đẹp nhá. Này. Đây, đây nhìn rõ hơn này. Hitachi 12V khoan. Đó. Con này đâu kẹp 10 lý nha mọi người. Con này có đèn thử này này này. Nhanh chậm 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm, 12V nhé. Đó, ngoại hình thì như thế này đây. Được chưa? Rồi, con này là con số 5. Thân máy, vỏ pin 400. Năm. Thân máy vỏ pin 400 nha mọi người. Sáu. Sáu là con này. Con này hình như là 134 thì phải. Makita 134 14V. Con này có chổi than nha. Đó. Vỏ pin. Vỏ pin này thì là vỏ pin Trung Quốc. Khá là đẹp. Thường thường mình hay chọn cái này để cho cái mạch. Mạch này nó còn sống mọi người đấy. Mọi mạch nhận sạc tính con sống á. Cái này khó chết á. Đây. Điều tóc thẳng ok, đảo chiều. Ok. Đầu không rơ, đầu cứng. Đèn tiếng có. Nói chung con này ngoại hình thì cũng được đẹp lắm. Móc với giấy con đa hoa này. Ngoại hình cũng đẹp lắm. Nên mình bán giá rẻ. Thân máy vỏ pin 550 nha mọi người. Số 6. Thân máy vỏ pin 550. Đó. Thân máy vỏ pin 550 số 6. Rồi số 7. Số 7 ở đây mình có một con Catiran Hitachi 9V6. 9V6 thì thường thường là size 14V rồi. À size 12V. 9V6 thường thường là dùng thành 12V nha mọi người. Hitachi Ryobi Nati rồi gì cũng vậy hết. Đóng pin được không thì sẽ đóng ở đây 12V. Đó. Con này thì ngoại hình con khá là đẹp. Lưỡi thì lưỡi hai mặt. Hitachi toàn vậy thôi. Lưỡi hai mặt. Mon ở mặt dưới thì trở lưỡi lại dùng ở mặt trên đây này. Đó, thấy chưa? Ok. Rồi, con này thân máy vỏ pin 500 nha mọi người. Con số mấy đây nhỉ? 7. Thân máy vỏ pin 500. Rồi, 8.
Tạm ở đây mình có một con Ryobi, thôi Ryobi 14.4V, ngoại hình còn đẹp. Cái này dính bẩn thôi chứ không phải là gì đâu nha mọi người. Ngoại hình còn đẹp, tem còn đẹp thế này. Đó. Vỏ bên ngoài nó này. Có điều tốc, có điều tốc, có báo pin luôn nha mọi người, báo pin đây này, nó cũng có nhanh chậm ở đây này này, cái chỗ này khó kéo quá. Nó bị cẩn như đấy á, về mọi người vệ sinh rồi kiểm tra thử xem. Ok chưa, thân máy, vỏ pin 500, hay là cái vỏ pin 100 ngàn thì cái máy còn có 400 mà. Ryobi 14V nha mọi người, có báo pin nữa. Số 8. Thân máy vỏ pin 500. Cái này là mạch, này là mạch từ ống rồi, về chỉ việc thay pin từ ống dùng thôi nha mọi người. Tiện. Rồi, tiếp mình có một con máy mài. Con này là máy mài Hitachi 14.4V. Đó, Hitachi 14.4V. Tua 9.3. Được chưa? Rồi 100 nha mọi người, rồi 100 nhá. Có đá đôi đàng hoàng này. À, có bảo vệ rưỡi chứ. Đó, máy rất là êm nha. Bảo pin này, pin của mình thì gần hết rồi nên chạy nó hơi yếu đó. Máy đẹp nha mọi người, máy đẹp nhá. Con này thân máy 900, số bao nhiêu đây nha, 8 rồi, 9 9, thân máy 900 nha mọi người, 9, thân máy 900. 10. 10 ở đây mình có một con bàn vít Hilti 14.4V, con này là dòng không thổi than nhá. Đó. Nó có bốn cái đèn ở đây này. Đầu, đầu thì không rơ. Bốn đèn sáng này. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Ba cấp chỉ được đấy nha mọi người. Đó. Con này thân máy là 850 nha mọi người. Pin thì pin zinc 3.3 A, mình còn một cục này thôi. Cục này là 500. Còn thân máy là 850. Số 10 rồi. Thân máy 850 nha mọi người. Số 10 rồi, 11. 11 con này là Hitachi 18V. Con này mà gì đấy? W hạt 18 DDR2 nha mọi người. DDR2, đầu không rơ. Con này mình có một thân máy thôi. Ba đánh chạy. Ủa còn gì chứ? Có nhích 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 kiểu này chắc là công tắc rồi. Ba này thì bình mới sửa, ái thờ thì mua về sửa nha mọi người. Rồi ok, có này bên bạn là có như mày chết, đây mọi người kiểm tra sửa thử xem. 900 nhá, thì giờ chỉ để nữa hai là ngang với Makita 171 á. Có này không biết công tắc chắc gì rồi đó, kiểm tra công tắc thử xem chịu không rõ, không biết sửa. 11 thân máy 900, con này sống tốt thì thân máy triệu 8, mình bán 50% giá máy sống. Ok,
Con này là Panasonic Made in Japan này. Con này 7543 nha mọi người. Không chổi than. Bia motor này, không chổi than này. Đâu, đâu không rớt. Con này từng thử đây. Đây. Máy êm nha. 3 cấp chỉ được này. Bật đây này, tắt đây này. Ok nha mọi người. Đó. Chưa. Cái máy này là cái gì thế? Máy thân máy này 900. Con cục pin dính này á, cục pin dính 3.3A này á. Cục này hình như cũng là made in Japan nữa này. Nhưng mà cục pin này thì mình nói thẳng là cục pin này hơi yếu. Chứ cục pin này không phải là pin báo cầm tổ đâu. Cục pin này nhận sạc riêng, đáng chạy tốt nhưng mà hơi yếu. Thì ai lấy cục pin này thì mình để 400. Còn lại cái máy thì 900. Mọi người thích thì lấy gì đấy. Bây giờ mình cứ để máy là 900 đây. 12 máy 900 thân máy nha mọi người. Chờ. Rồi tiếp. Ở đây mình có một con bản đinh bê tông Makita. Bản đinh bê tông Makita, con này là bản đinh ga, dùng pin để kích nổ, dùng pin để đẩy lửa. Con bản đinh bê tông dùng ga TF1100GQ. Con này thì con khá là đẹp nha mọi người. Máy rất là đẹp. Máy đẹp. Đó. Mặt bên này cũng còn đẹp luôn. Đây. Cái pin của nó đáng con sống lên cái đèn nó nhảy 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 này. Nó đèn nó nhảy nhảy nhảy. Thảo cục pin ra cái. Cục pin nó này. Chất 6V. Đèn nó nhảy nhảy đó. Cái này thì mình không có gá để thử nhau ơi. Không có gá để thử nên mình bán hên xui. Chỉ có vỏ pin đó thôi. Có cái vỏ pin đó thôi. Không có gá để thử. Nhấn xuống bấm. Có này thì pin thể là tất cả đều đủ hết. Này, băng đàn cũng có đẹp này. Được chưa? Băng đàn cũng có đẹp. Cái này là cái gì đây? Cái gì đấy mình cũng rõ nữa. Băng đàn thì con đẹp. Có vỏ pin luôn. Không có cái này cái gì? Không có bình ga. Được chưa? Rồi. Con này thì mình không có bình ga để thử. Thân máy 1,5 triệu. Số 13. 1,5 triệu nha mọi người. Thân máy vỏ pin 1,5 triệu. Rồi tiếp. Ở đây mình có một cái cục này này. Cục này mình bị cục gì? Chỗ này nó bị mọp vào đây này. Mọi người nhìn kỹ này. Chỗ này nó hơi bị mọp vào này. Cái này thì mình nhốt về mọi người gõ ra được. Nhưng mình biết cái này cái gì. Mình để thế này để mọi người search trên mạng thử xem cái này cái gì nhá. Mình biết cái này cái gì nhá. Nó đây có cổng AC 100V này. Hai cổng USB này. Được chưa? Đây có cái công tắc này. Công tắc này là để USB này. Cái công tắc này là mở AC này. Rồi đây có một dải đen gì đây này. Đó. Như cái vali này. Thông số của nó đây. À đây. Đây cái mã hàng của nó này. Mọi người xem mà search này. Số 3 gì đây. SL100B. Và chúng mình thấy ở đây là, ở đây hình như là nó vừa cấp nguồn 100V này, vừa sạc điện thoại này. Rồi còn cái đầu vào của nó. Đầu vào của nó hình như dùng cục adapter gì đấy á, cảm từ điện. Và cục này, đó nó sẽ chuyển đổi ra điện cảm ở đây này. Nó sẽ chuyển đổi ra điện AC 100V. Và cổng USB này. Đó, theo mình thấy thì như vậy. Không hiểu nói gì. Đây mình không hiểu nói là cái gì nhá mọi người. Mình cũng chẳng biết làm sao để tải. Nó cũng chẳng có cục adapter để cắm tải nó thử. Được chưa? Thì cái này mình bán 200. Này, cái tay cầm này cũng là đồ xịn thôi.
Nói chung là cái này về để không làm được kia thì thành một cái vật gì cũng đẹp. 200 cho mọi người. Không biết mở ra chỗ nào đây nữa. Cái này cả số 14, 200. Rồi, tới đây kết thúc video ngày hôm nay của mình rồi. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên tiêu đề nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.